ngày 22 tháng 8, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống và điều trị sốt xuất huyết, thăm một số bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 2.916 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, số ca mắc cao gấp 2 lần so với năm trước. Toàn tỉnh ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết đã triển khai tại địa phương trong thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, đồng chí yêu cầu ngành y tế cần đẩy mạnh các phương án phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thuốc men để phòng, chống dịch và điều trị bệnh sốt xuất huyết kịp thời. Phải có quyết tâm quyết liệt cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đối với cán bộ công chức nhà nước thì phải kiểm điểm đến nơi đến chỗ, thì làm rõ cái trách nhiệm, cái phạm vi cái trách nhiệm của anh. Còn đối với người dân là vận động tuyên truyền nhưng mà không chấp hành thì cũng phải kêu nhiều phải có cái hướng xử lý nghiêm khắc. Mọi người dân đều phải coi như chung tay góp sức vào để chống dịch. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trao tặng suất quà trị giá 10 triệu đồng động viên đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.